mỗi việc mỗi mòn rồi. Đến cái thời điểm mà chúng ta phải trải qua một cái trận trả quả, đánh ngày trả quả ầm ĩ bên tai đó. Rồi vấn đề nói tại sao mà liên quan tới năm Sửu Dần thì ở đây các vị cũng tiên đoán như chúng ta biết trước là Sửu Dần giống thiệt hẳn hồi, đó là lời ông sư giải bán phai ông đấy. Sửu Dần giống thiệt hẳn hồi, hội 18 nước Tôn Dương Đế Hoàng lập ra cái hội Long Hoa, lập ra cái hội Long Hoa chọn người hiền nước Tôn Dương Đế Hoàng à. Thì thật ra đây là một cái cơ trời đã sắp đặt cho chúng ta, thành thử ra qua một cái sự chuyển đổi của cái nguồn hạ này sang tới cái nguồn thượng nguồn á, thì nó phải có sự biến đổi. Rồi theo tại sao đây là cũng gọi là một cái cơ tận diệt rồi, thì trong kinh sách cũng như cái cuốn Hội Long Hoa Tận Thế nó cũng nói rõ ràng, nếu mà chuyển đổi một cái khai tịch mới thì phải trải qua những sự biến đổi, nào là thiên tai địa ách, nào là chiến tranh, nào là giặc giả, nào là núi lửa phun trào. Thì quý vị biết là trên thế giới chúng ta hiện tại về mặt chiến tranh thì nó thấy rõ ràng là thằng Nga nó đang đánh ngụ Ukraine đó. Mà hôm nay chúng ta hiện tại có mặt ở đây thuộc về cái thời của Hạ Quân Hạ rồi. Thì cái Hạ Quân Hạ thì nó muốn bước sang cái Thượng Quân trở lại thì nó phải có một sự biến đổi, chuyển xây trái đất một bầu đó quý vị. Thì thật ra nó liên quan tới cái năm Dần mình rất nhiều. Ví dụ có những đoạn mà ông sư giải ông nói là năm Dần đa bệnh lại đa binh đó, thì rõ ràng luôn quý vị ơi. Thì chúng ta thấy nè, cái năm Dần vừa qua, cái năm Sửu vừa qua, tức là chúng ta trên thế giới cùng với đất nước Việt Nam của chúng ta cũng trải qua bao nhiêu cái khẩu ách về cái bệnh dịch là từ con Vũ Hán mà nó ra đó, thì sách COVID-2 mà biến tới con IHU đó, rồi hôm nay á thì nó biến qua tới con BA1, BA2 đó. Mà BA1 ở đây nói gì đây? BA tức là tiếng tắt của chữ Binh Âm đó. Thì thấy rõ ràng cơ trời đã lộ rồi. Thì theo cái chu kỳ mà nói thì nó sắp tàn rồi quý vị. Để nhờ huynh chia sẻ về đạo lý để giúp cho bà con hiểu biết thêm để tu hành, thì xin giới thiệu thì huynh Cát Tường cũng là một cái vị về tâm linh, huynh rất giỏi, cũng đã trị cho rất là nhiều người hết bệnh và đã giúp cho nhiều bà con ở đây xa cùng gần, thì xin tri ân cùng với huynh. Thì sư huynh hỏi huynh là vào cái tại sao mà dịch bệnh cũng xuất hiện vào năm Dần, mà chiến tranh cũng xuất hiện vào năm Dần, khổ khó đều xuất hiện vào năm Dần, hay là quả hoạn hay là cái thủy ấp, thì xin hỏi huynh theo sự hiểu biết của huynh thì năm Dần này nó như thế nào, phải là một năm Dần rực lửa không, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, các tường xin kính chào tất cả quý đồng đạo cùng cô bác gần xa kính mến. Hôm nay cũng đủ duyên để gặp lại huynh đại cũng như Văn Thông, Quốc Tạo, Quốc Thành, thì trở về với tư gia để anh em mình bàn luận về giáo lý chân truyền của Đức Thầy. Thì đại tạo có hỏi qua tại sao mà vào cái năm Dần này có những cái sự biến cố xảy ra, cũng như dịch bệnh rồi thiên tai hay là những cái chiến tranh mà chúng ta đã theo dõi hiện ta nay trên thế giới mình. Dạ, theo cái sự hiểu biết của các tường như thế này, thì đây tất cả những gì cũng do là cái thiên định rồi quý vị ơi. Thì trong cái bài siêu mạng của Đức Thầy cũng nói là gì lý thiên cơ đã đến, vì thiên cơ đã đến lý thiên đình hoạch định cục quỷ cơ thảm họa sắp tràn lan. Thầy cũng đã báo trước cho chúng ta trên 80 mấy năm rồi, từ năm 1939. Và hơn nữa những cái lời của Phật Thánh đã chỉ dạy chúng ta rất rõ ràng, nói về rất nhiều cái sự liên quan tới năm Sửu và Dần. Thì theo như các thầy hiểu rằng thì tất cả cái gì cũng vậy, nó phải qua cái thời gọi là thời kỳ, nó luân chuyển. Thì trong ba hạ nguyên, thì từ thượng nguyên, trung nguyên tới hạ nguyên, mà hôm nay chúng ta hiện tại có mặt ở đây thuộc về cái thời của hạ nguyên hạ rồi. Thì cái hạ nguyên hạ thì nó muốn bước sang cái thượng nguyên trở lại thì nó phải có một sự biến đổi,
chuyển xây trái đất một bầu đó quý vị. Thì thật ra nó liên quan tới cái năm dần mình rất nhiều. Ví dụ có những đoạn mà ông sư giải ông nói là năm dần đa bệnh lại đa binh đó, thì rõ ràng luôn quý vị ơi. Thì chúng ta thấy nè, cái năm dần vừa qua, cái năm sửu vừa qua, tức là chúng ta trên thế giới cùng với đất nước Việt Nam của chúng ta cũng trải qua bao nhiêu cái khẩu ách về cái bệnh dịch là từ con Vũ Hán mà nó ra đó, thì sách COVID-2 mà biến tới con IHU đó, rồi hôm nay á thì nó biến qua tới con BA1, BA2 đó. Mà BA1 ở đây nói gì đây? BA tức là tiếng tắt của chữ Binh Âm. À, thì thấy rõ ràng cơ trời đã lộ rồi. Thì theo cái chu kỳ mà nói thì nó sắp tàn rồi quý vị ơi, mỗi dịp mỗi mòn rồi. Đến cái thời điểm mà chúng ta phải trải qua một cái trận trả quả, đến ngày trả quả ầm mì bên tai đó. Rồi vấn đề nói tại sao mà liên quan tới năm sửu dần, thì ở đây các vị cũng tiên đoán như chúng ta biết trước rồi. Sửu dần giống thiệt hẳn hồi, đó là lời ông sư giải bán phai ông đấy. Sửu dần giống thiệt hẳn hồi, hội 18 nước tôn dương đế hoàng lập ra cái hội Long Hoa, lập ra cái hội Long Hoa chọn người hiền nước tôn dương đế hoàng đó. Thì thật ra đây là một cái cơ trời đã sắp đặt cho chúng ta, thành thử ra qua một cái sự chuyển đổi của cái nguồn hạ này sang tới cái nguồn thượng nguồn á, thì nó phải có sự biến đổi. Rồi theo tại sao đây là cũng gọi là một cái cơ tận diệt rồi, thì trong kinh sách cũng như cái cuốn Hội Long Hoa Tận Thế đó, nó cũng nói rõ ràng nếu mà chuyển đổi một cái khai tịch mới thì phải trải qua những sự biến đổi, nào là thiên tai địa ách, nào là chiến tranh, nào là giặc giả, nào là núi lửa phun trào. Thì quý vị biết là trên thế giới chúng ta hiện tại về mặt chiến tranh thì nó thấy rõ ràng là thằng Nga nó đang đánh ngụ Ukraine đó. Thì hiện tại luôn là thằng Trung Quốc nó đang chiến đấu với thằng Đài Loan luôn. Thì thật sự cái chiến tranh này nó không ngưng được, để nó sẽ tấn tới ra tới Biển Đông luôn. Thì quý vị biết rồi, thì nó phải có một sự đảo lộn của thiên địa. Tại vì cái Biển Đông đây là một chỗ này là một cái chỗ là gọi là lưỡng nghi. Nó trên cái thế giới chúng ta lưỡng nghi là hai cực âm và dương, nó nằm trọn ở chỗ Biển Đông. Mà khi Biển Đông dậy sóng, quý vị biết rồi, cơ trời nó đã đến rồi, thì tất cả cái giáo pháp của các ngài cũng nói về cái Biển Đông. Nếu mà hôm nay Biển Đông dậy sóng thì tất nhiên là đời tận diệt đã tới. Thì khi mà chuyển qua một cái thượng nguồn thánh đức thì phải trải qua những cái sự biến chuyển của thiên địa. Thì nào đó chúng ta biết rồi, nào là bệnh dịch thiên tai, nào là chiến tranh tàn khốc, thì núi lửa phun trào thì rõ ràng rồi, thì bắt buộc đi vào cái năm sửu dần này. Thì trong kinh Địa Mẫu cũng nói về vấn đề sửu dần này luôn. Trong kinh Địa Mẫu tôi nhớ có một đoạn cũng nói rõ ràng về năm dần. Năm dần mà kết thúc thế gian ầm ầm ba tiếng bất an, thì rõ ràng với chẳng những cái kinh pháp của bên cái hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, mà bên Cao Đài giáo hay là Thiên Chúa giáo, những cái kinh thánh cũng nói về cái cơ tận diệt này. Thì rõ ràng cái lý thiên cơ đã đến rồi. Thì cái năm dần này là một cái năm quan trọng nhất trong cái buổi hạ nguyên tàng này. Thì nếu mà nó không đúng như vậy thì nó không đúng với cơ truyền. Toàn tử ra nó bắt buộc phải đi dậy đó quý vị ơi. Thì hôm nay chúng ta không ngờ gì nữa thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng rồi. Thầy có nói là chưa thì với kẻ chân ngư chứ người tâm đạo mà biết thừa tới đâu. Đó. Thì cơ trời đã đến. Thì tất cả chúng ta ai cũng nhận ra được cái điểm này. Bây giờ chúng ta phải biết làm sao hơn. Thì chúng ta phải biết hoài đầu hướng thiện. Thì Đức Thầy có nói hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Thì tất cả đây cũng là một cái nhân quả để trả cho chúng sanh trong cái thời kỳ hạ nguyên tàn này. Vì quý vị biết rồi đó. Bây giờ nhìn qua cái thế giới chúng ta đang ở thì tất cả chúng ta thấy rõ ràng đạo đức rất suy đồi.
có chỗ mà Đức Thầy viết trong cái sấm giảng của Đức Thầy á, thầy nói viết đến đây động lòng rào rạc, gắm nhiều nhiều người bội bạc thăm ân, nào kể chi là đạo quân thần tôi giết Chúa con đành sát phụ, lúc nguy cơ tới mong và hại chủ trò giết thầy tội ấy đến không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, tình nhân loại cùng nhau yểm bách, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình huynh đệ cùng nhau cấu xé. Thì quý vị biết rồi đó, theo cái đoạn văn trên Đức Thầy tả cho chúng ta biết trong cái thời kỳ mạt pháp này, cái đạo đức của con người rất là suy đồi, à, nó đến cái mức tàn sát như vậy. Thì cái chiến tranh tàn khốc á, thì cũng do loài người vậy, từ cái chỗ mà suy đồi đạo đức. Rồi chỗ bên ông ba ông nói gì nè, còn rõ hơn nữa, ông ba ông nói con đòi lấy mẹ đến đời là đây. Đó, quý vị thấy rồi đó, bây giờ đó, cái đời này là cái đời kêu bằng cái đời không còn thể nào bút nào tả hết quý vị ơi, con còn lấy mẹ nữa. Thì chữ DM đó quý vị thấy không, thường ra đường trẻ nhỏ gì lắm, lắm lúc có người già nữa cũng nhắn DM luôn. Thì cái DM đó chẳng qua là ông ba ông nói con còn lấy mẹ đến đời là đây. Thì rõ ràng quý vị ơi, kết lại là tại sao năm Sửu dần ở đây thì nó phải diễn biến như thế đó, thì cái đó là cái cơ tận diệt đó đó. À, thì tôi có nhớ, các thường có nhớ một đoạn như thế này. Chừng Đức Đích Trương Châu phá cổng á, đến chừng đó thay phơi chồng đóng, đời hậu ơn tiêu diệt còn gì. Thì rõ ràng rồi, cái nhiều cái chỗ mà các vị cũng như trong phái Bửu Sơn Hương như Đức Phật Thầy là Đức Thầy hoặc giả là ông sư giải thì đều có nói về vấn đề cái hạo ngôn này hết. Thì chúng ta không bao giờ từ chối được chỗ này, chúng ta phải thấy rõ ràng, tất cả quý đồng đạo cũng như các tự ở đây đều nhận ra rõ ràng về cái việc này. Mà cái quan trọng nhất chúng ta nhận ra để làm gì đây quý vị? Nhận ra rồi chúng ta phải có một cách để cho giải thoát cho thân tâm của chúng ta. Thì lúc bấy giờ nếu mà chúng ta biết được cái cơ trời tận diệt này thì sớm phải quay đầu. Thầy có nói là tu gấp gấp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm liên hùng. Thì cái chỗ gấp ở đây là thầy muốn cho mình tu mau mau, gấp gấp, lẹ lên. Bây giờ muốn thoát qua cảnh trần khốn khổ này, chúng ta phải đầu phải biết làm gì. Phải biết là có đoạn Đức Thầy nói đồ lao á, là con đường đau khổ của chúng ta sắp đến á. Muốn lánh sớm nghe ta, phải bố thí trì ra giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh đại thiền từ chuyên trở lúc con qua. Thì qua cái giáo lý căn bản cao siêu của Đức Thầy của chúng ta, thì muốn vượt qua cái khổ của trần gian này, chúng ta phải biết tu tỉnh, biết hoài đầu hướng thiện. Thì cái bước đầu tiên của Đức Thầy chỉ dạy chúng ta là lấy cái tứ ăn làm đầu, thì trên đền bốn ăn thì thượng trọng báo tứ ăn, hạ tế tam đầu khổ. Thì chỉ có cái chỗ biết tu tỉnh đó, biết trường trai giữ giới, biết cúng lại niệm Phật, biết bố thí trì trai á, thì chúng ta mới thoát qua được cái khổ ách này. Thì Đức Thầy có nói trong một đoạn là muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều ta, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Thì chỉ có cái pháp môn niệm Phật hiện tại chúng ta mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta rất là vi diệu quý vị ơi. Chỉ có cái tu hành để niệm Phật đó chúng ta mới đến cái chỗ mà an lạc được. Thì mai thay cho tất cả chúng ta thì được một cái giá pháp siêu màu của Đức Thầy. Mà chỗ này Đức Thầy nói rất rõ ràng, Đức Thầy nói muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra xác định bảo ta diệu giải. Thật sự quý quá quý vị ơi, hôm nay chúng ta may mắn học được cái giáo lý cao siêu của Đức Thầy. Mà trong những mẫu chuyện bên Thầy chúng ta đều biết đó, Đức Thầy mình là ai? Đức Thầy là một vị Phật cổ lâm phàm để đưa chúng ta thanh tân giáo điều, để đưa dẫn dắt chúng ta vào cái giác ngộ và giải thoát. Thì mà Đức Phật chúng ta, Đức Thầy của chúng ta chẳng khác gì là Đức Phật Di Lặc trong cái thời Thượng Nguyên Thánh Đức của chúng ta. Vậy hôm nay may mắn hữu duyên cho chúng ta được học được cái giáo lý của Đức Thầy, tức là học được cái giáo pháp của Đức Phật Di Lặc. Thì sắp tới đây thì theo cái chu kỳ của Tam Môn thì Hạo Môn đã tàn, thì bước sang cái Thượng Môn Thánh Đức.
Thì lúc bấy giờ Đức Phật Di Lặc hạ sanh, thì Đức Phi Di Lặc thuyết chuyện ba tràng pháp thôi, thì tất cả chúng ta là đắc đạo như rừng cây đó. Thì tại nhất là cái vấn đề tín đồ, trong tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta rất là hữu duyên, vì chúng ta học được cái giáo lý của Đức Thầy, tức là học được giáo pháp của Đức Phật Di Lặc. Thì chắc ăn rằng nếu hôm nay tất cả mọi huynh đệ, mọi đồng đạo chúng ta ráng cố gắng làm theo cái lời Thầy, tất nhiên chúng ta sẽ về giữ được hội Long Ba và làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Thì lúc bấy giờ được Đức Phật Di Lặc, tức là Đức Thầy của chúng ta đó, thuyết qua ba tràng pháp thôi là chúng ta sẽ đắc đạo, được giải thoát. Thì thật ra muốn bước qua cái khổ quách này thì Đức Thầy chỉ rất rõ ràng, cái giáo lý của Ngài rất là cao siêu. Đức Thầy nói dạy ăn này, dạy ở, chữ tu vuông tròn. Vậy hôm nay chúng ta muốn vượt qua cái đại nạn trong cái thời kỳ mà phát bình chuyển qua cái thời Thượng Môn Thánh Đức, thì có những sự biến cố xảy ra, bầu trời trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Bây giờ đạo đức chẳng màng, ngày sau dẫu có tiền ngàn khó mua. Thì quý vị biết rồi, thì những cái lời Phật Thánh nói ra rất là di diệu. Ở đây Đức Phật với các ngài, Đức Thầy cũng như các vị chư Thánh muốn chỉ cho chúng ta biết là một cái chuyện sắp xảy ra đến đây, thì để cho chúng ta biết hoài đầu hướng thiện. Thì chỉ có cái biết hoài đầu hướng thiện, biết tu tỉnh, chúng ta mới thoát được cái cảnh khổ của trần gian này. Thì nói tóm lại về cái giáo pháp của Đức Thầy chúng ta đấy, cuối cùng là chỉ cho chúng ta ít gì cũng phải trở về cái Thượng Nguyên Thánh Đức làm dân Phật quốc. Còn những cái giáo lý cao siêu nữa là Đức Thầy muốn chỉ cho chúng ta trở về gọi là giảng sanh cực lạc, hay là trở về với tự tánh chân như của chúng ta để niết bàn, để thành Phật luôn. Mục đích của Đức Phật hay là Đức Thầy chúng ta ở lại thế gian này để làm gì? Để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chứng kiến, để trở về với tính giác chân như chúng ta, đồng với chư Phật mười phương. Thành thử ra thì tất cả đây cũng là một cái trường thi, cũng là một cái sự chuyển biến của thiên địa. Thì muốn trải qua một cái chu kỳ như vậy thì nó phải có sự biến đổi. Thì sau khi biến đổi đó là một cái trường thi để cho chúng ta biết được chúng ta có thể đi vào cái hạng thứ mấy, mà Đức Thầy có nói những cái đoạn văn có nói là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Thì đây là một cái trường thi để cho chúng ta lập công bồi đức. Đức Thầy nói muốn về cõi Phật và lập thân cõi trần, thì chúng ta làm sao mình ta tạo ra được một cái điểm lành để chúng ta có bước vào cái ít nhất cũng về cái dự hội, đừng có thoát ra cái số 7 đó, phải bước sang ngang cái số 7 đó. Tại vì có câu nói là 10 phần hết 7 đó, thì nếu mà chúng ta còn lọt cái số 7 là chúng ta vất vả lắm quý vị ơi. Ít gì cũng phải đi vô cái số 3 rồi tiến lên ngay chân số 1 chúng ta mới thoát ra được cái trần này. Thì nói trở về cái vấn đề để tạo cái hỏi là tại sao năm dần này nó có sự biến cố xảy ra, vấn đề cũng như là thiên tai nè, địa ách nè, dịch bệnh, rồi chiến tranh nè, rồi núi lửa phun trào. Thì tất cả đó quý vị biết không, đó là cái nhân quả của chúng ta, nhân quả của chúng sanh tạo ra nhiều đời nhiều kiếp, mà hôm nay cơ trời đã đến. Đây là một cái trường thi nghe quý vị. Cái trường thi đấy, cái chỗ này là cái chỗ trả quả cho nhân sanh. Tại vì chúng ta thật sự mà chúng ta cái đạo đức nó đã suy đồi rồi, trong cuộc sống chúng ta nó chống trả với cái thiên nhiên quá nhiều, cái thiên nhiên ban tặng cho chúng ta mà chúng ta không biết quý giữ gìn giữ nó, mà chúng ta đi tàn sát với thiên nhiên. Thành thử bây giờ phải có những cái chuyện cũng như lũ lụt, mưa gió bất thường, đó là vì chúng ta chống trả với thiên nhiên. Bây giờ quý vị biết đó, những cái rừng đồi núi của chúng ta bị phá trọc hết trơn rồi, nó đâu giữ được cái ngăn được cái sức mưa, thì nó tràn xuống cái đồng bằng thì trở thành cái lũ lụt. Nó cũng do tất cả nhân sanh của chúng ta tạo ra thôi. Thì đến thời kỳ
để thanh lọc đến thời kỳ để sàng là thấy, để chọn lại những cái đấng tu hiền cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Còn những cái người mà không đủ thiện căn thì cũng phải đành chịu thôi. Bây giờ ta dạy dẫn dình dầu cho ngày sau đừng trách mất tình yêu thương, là cái chỗ Đức Thầy đang chỉ dạy chúng ta rồi. Thì hôm nay cái diễn biến thật sự chúng ta trước mắt chúng ta thấy đó, thì nếu mà mình nhận ra được chỗ này thì chúng ta phải làm gì, cần gấp gấp tu hành. Tại nói sớm tu sớm kề sen báo, sớm tu thì phiền não sớm tiêu tan, mau tu chứ để muộn màng vô thường chẳng đợi mà thời gian chẳng chờ. Bây giờ mình đừng có nói tới sự biến chuyển của thiên cơ, biến chuyển của trời đất, mà chúng ta hãy quay lại với chính chúng ta đi. Số xô thường chúng ta không lượng được ngày tháng. Bây giờ một hơi thở của chúng ta thôi, một khi hơi thở ít vào thở ra chẳng đặng ắt là mạng vong. Thì sông với núi trước kia mất nó, khi thác rồi thấy nó đặng nào. Nay ai biết đường thì sớm tẩu đào, tìm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Thì thấy rõ ràng rồi, Đức Thầy thương chúng ta rất rất thương luôn, nên Đức Thầy chỉ dạy chúng ta rất rõ ràng. Bây giờ cái hơi thở của chúng ta, cuộc sống của ta rất là mong manh, nó chỉ một hơi thở thôi. Mà bây giờ chúng ta không biết sớm hoài đầu thì một khi vô thường đã đến, thì bắt kêu đi canh năm thì đâu có canh ba chứ đâu có hẹn được canh năm đâu quý vị, không có hẹn được. Quỷ vô thường đến với chúng ta rồi không có hẹn được. Thì bây giờ mình đừng có nói tới cái thế giới kia, mình đừng có nghĩ tới cái chiến tranh hay là cái thiên tai đó, mà mình nghĩ lại cái cuộc sống mình đó, nó rất là vô thường, chỉ hơi thở thôi thì chúng ta cũng thấy được. Bây giờ muốn thoát qua cái khổ ách này, chúng ta phải biết quay đầu hướng thiện tu tập, nó mới là chính xác. Vì những cái mẫu chuyện bên thầy thì thầy cũng nói sau này nếu mà muốn thoát được cái cảnh chiến tranh hay là bệnh dịch này đó, cần núp ở bằng thiên. Thì núp bằng thông thiên ở đây là ý Đức Thầy chỉ cho chúng ta phải biết tu tập, ngoài hai thờ là cúng lại, chúng ta phải biết niệm Phật làm lành này thì sẽ được qua truông. Thì các tường không biết nói gì hơn, để kết lại cái đề là để tạo quá hỏi là tại sao năm dần phải xảy ra những cái biến cố, nào là tai ách về bão lục rồi núi lửa phun trào, nổi cái dịch bệnh thôi chúng ta thấy cũng đuối rồi, mà bây giờ chiến tranh nó bùng khởi nữa thì hỏi quý vị con người sao sống nổi. Bây giờ bị cái chiến tranh mà Nga mà đánh Nga Corona đó, thì quý vị thấy rồi, hiện tại ở Việt Nam mình giá xăng nó tăng vọt luôn, là bữa nay hơn 30.000 một lít rồi đó quý vị. Thì nếu mà cái cuộc chiến này không ngưng lại thì chúng ta sẽ chịu một cái ảnh cái khổ nạn sắp tới nữa, là cái xăng mà lên giá thì nó ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế đời sống của nhân dân chúng ta, về mặt nông nghiệp. Nếu mà giá xăng dầu này mới tăng giá vậy thì hỏi quý vị làm sao chúng ta mà canh tác ruộng rẫy mà cho nổi đây. Cái giá xăng cứ tăng vọt như thế này thì mong rằng vì chiến tranh này thì Đức Thầy cũng nói cho chúng biết, vì cái lòng tham của nhân loại, vì cái lòng tham đó mới xảy ra cái chiến tranh tàn khốc này, mà chiến tranh tàn khốc này cũng do nhân loại mình xây nên. Thì mong rằng tất cả riêng về đất nước Việt Nam, toàn dân đất nước Việt Nam cũng như nhân loại tất cả trên thế giới, chúng ta hãy biết hoài đầu hướng thiện để cho cái thế giới hòa bình. Thì cái chiến tranh không còn nữa, mình biết hoài đầu hướng thiện thì thế giới này không còn chiến tranh nữa, thì cho nhân loại của chúng ta trên quả địa cầu này được một sự an lành như trên. Chứ chiến tranh rồi quý vị ơi, khổ lắm. Mình chưa nói nữa nha, mà từ Nga mà đến Nga Corona thì lúc bấy giờ cái thằng Trung Quốc á, nó lúc dài đó nó hòm hòm đánh Đài Loan không, mà nghe đây hôm nay nó quánh rồi đâu quý vị. Nếu mà hôm nay thằng Trung Quốc mà nó đánh thẳng Đài Loan á thì chắc có những cái đồng minh mà đứng lên để binh vực, thì nó bắt đầu nó chiến tranh tiến thẳng ra cái Biển Đông, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái cảnh khổ của màn chót của cảnh ba này. Thì mong rằng qua cái đề tài hôm nay thì các thường cũng xin chia sẻ với quý cô bác, thì tất cả khổ ách sắp diễn ra tới nữa, khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy mấy hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông áo núi xương tha thiết.
Thì cái lời của Đức Thầy đã chỉ cho chúng ta hiểu được hơn 80 mấy năm rồi. Thì bây giờ hãy gấp gấp đi cô bác ơi, hãy hoài đầu hướng thiện mà làm theo cái lời của Đức Thầy dạy chúng ta. Thì Đức Thầy là một bậc cổ Phật mà Đức Thầy dạy chúng ta dạy ăn và ở chữ tu vuông tròn. Thì tất cả muốn thoát qua khổ ách này, cái nạn tai này thì chúng ta phải biết hoài đầu hướng thiện, quy y Phật Pháp. Thì các tường cùng với quý vị, thì gắng cố gắng, nếu quý vị nào đã tu rồi thì cố gắng tinh tấn hơn nữa. Rồi các cô bác nào chưa tu thì đại nguyện lên mà tu liền. Bây giờ không có thời gian nữa đâu quý vị ơi. Thời gian chẳng đợi, chẳng chờ mình đâu. Nó gấp lắm rồi. Đó, quý vị bây giờ về dốt dốt cũng thấy được cái cảnh biến chuyển của quả đi cầu của chúng ta rồi đó. Nó đủ thứ trong này hết trơn. Thiệt á. Và các tường cũng xin rút lại đài hôm nay với cái tinh thần đạo đức, thì các tường xin nhắc lại những cái lời của thầy tổ cũng như chia sẻ cùng với đồng đạo mình thôi. Và cái khổ trần này nó đã đến rồi, tại sao nó đến? Tại vì cái nhân quả của chúng ta phải trả trong cái thời gian này cũng là một cái thử thách cho chúng ta để tiến lên trong cái đường đạo đức. Thì mong rằng các tường cùng quý vị phải sớm hoài đầu hướng thiện và tinh tấn tu hành để kiếp đến Long Hoa chầu Phật để hưởng sự thái bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin kính chào.